nó có tí dịch nhé. Bị tí thôi. Ừ. Nhưng mà tí này thì có bị ảnh hưởng gì không? Không, cái này là nó hết. À. Cái này là nó bị xong hết luôn. Nhưng mà mình có phải mua thuốc kèm gì không ạ? Uống hôm nọ có uống không? Hôm nọ thì có hôm uống. Uống kháng sinh chứ rồi. Có. Đó thế thì thôi, không phải rồi là hết. Có phiếu chụp về chân của em này, có bác này. Thì bác sĩ vừa bảo là không có bị vấn đề. Chào xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. À, thưa các bác, vừa rồi thì em Sử có bị tai nạn xe máy đấy các bác ạ. Và chân của em thì hiện tại là đã tháo băng ra rồi và gọi là cử động được một chút rồi các bác. Đấy, nhưng mà cũng được là bà An Phạm là bà gửi cho em Sử một cái khoản tiền để mà cho em Sử là đi ra kia để mà chụp X quang các bác. Hiện tại thì là đường trên này thì đường khó đi quá, thành ra là mấy anh em đi xe máy được, đi xe máy. Còn là ra bên kia thì một tí sẽ gọi taxi để mà đưa em Sử đi. Tại vì là bây giờ để mà đi xa ấy thì là không có đi được xe máy. Và thứ hai thì là chân em Sử hiện tại là vẫn còn đang vào cái giai đoạn mà phục hồi nữa. Thì bà An Phạm thì phải nói là một người bà mà rất là lo lắng cho các em, sợ rằng là chân của em Sử sẽ bị ảnh hưởng về sau này, nên là bà có gửi cho Lực là một cái khoản tiền là 200 đô, là tương đương với lại hơn là 5 triệu để mà đưa em Sử đi chụp chiếu xem là chân của em thì có bị vấn đề gì về xương hay là như thế nào không có bác ạ. Và cái vừa rồi thì cho Lực cũng đã lên trên nhà của em Sử là đón em Sử xuống rồi đấy, và cũng dặn dò cho em Hải và có thêm là một người em nữa là ở cùng cho em Hải để mà hộ em Hải lúc lấy rau lợn hay là lấy cỏ. Có thể là hôm nay là đi là có thể là sẽ phải là ngủ lại các bác ạ. Thời tiết ở trên vùng cao thì vào mùa này mưa gió rất là nhiều, như các bác có nhìn thấy là bây giờ là sương mù là bao hầu như là kín rồi, không còn nhìn thấy đường cho là mấy. Thì hôm nay là anh nhận được một cái khoản là của bà An Phạm là đưa em đi chụp cái chân của em xem là nó có bị ảnh hưởng là ở về cái xương nó bị vỡ hay không. Vâng. Nhưng mà hiện tại là lúc tháo băng ra thì bây giờ còn đau nhức gì không? Vẫn đau. Vẫn đau à? Vâng. Là vẫn bị một chút à? Vâng. Đấy, vừa mới tháo băng ra là hôm qua thôi các bác ạ. Thì ở đây thì cháu Lực cũng nghe rất là nhiều ý kiến của các bác này, hoặc là ý kiến của bác sĩ ở ngoài nữa, những người ở ngoài nữa bảo là đưa em Sử đi chụp chiếu xem là chân của em thì có bị ảnh hưởng tới với phần xương không. Tại vì nếu mà bây giờ không đi chụp chiếu thì không biết các bác ạ. Ở trên xá thì hầu như là cái thiết bị mà để mà chụp chiếu như này thì ít, hầu như là không có các bác. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng cháu Lực là cuộc hành trình đưa em Sử để mà đi chụp chân của em xem là có bị vấn đề gì không các bác nhé. Buổi sáng nay thì trời mưa khá là to các bác ạ, cho nên là lên trên nhà của hai anh em Hải Sử thì khi mà dặn dò em Hải cháu Lực cũng không có ghi được hình lại nữa. Đấy, hầu như là ở trên cháu Lực đấy, ai đi thăm khám rồi các bác. Nếu mà cái này mình khám dịch vụ cho nên là mình đi hơi xa một chút, chứ không phải là đi xuống bệnh viện ở huyện. Bệnh viện ở huyện thì người ta cũng không có chụp lẻ cho cô bác ạ. Hình như là bệnh viện ở huyện là người ta chỉ có siêu âm thôi. Chân của em Sử thì hiện tại là bình phục rồi các bác, đi lại thì đi lại hôm qua tháo băng ra thì đi lại là thoải mái rồi. Tôi cũng mong rằng là sau khi mà đi chụp chiếu thì không bị ảnh hưởng gì tới vấn đề xương cốt của em cả. Nếu mà để mà nói
mà ảnh hưởng tới phần xương thì phải nói là phải mất thêm thời gian là để mà điều trị rồi. Hai anh em thì di chuyển từ trên này lên là từ từ trên này xuống là di chuyển bằng xe máy. Đi xuống bên kia thì mới gọi xe là ở dưới đấy chờ. Có người lấy vợ không? Đông đông người đấy. Thưa các bác, vừa rồi thì ở bên ngoài thì mưa quá, thì ra là mấy anh em không ghi hình được phía bên ngoài nữa các bác ạ. Mấy anh em di chuyển là được một đoạn đường rồi, ra bên này thì bây giờ mới tạnh mưa một chút các bác. Ở đây là đất Lào Cai rồi bạn nhỉ. Nhưng mà ở đây nếu mà mình đi khám ấy, thì là mình khám ở bệnh viện tư hay là bệnh viện kiểu như kiểu là nước nhà nước bạn? Bệnh tư à? Chuẩn hơn, nhanh hơn. Lâu. Sử thì lần đầu đi ô tô như này hay là đi bao nhiêu lần rồi? Chơi thì một lần Trước à? xoay thảo. Trước là đi xuôi thầu á? Nhưng mà trước là đi với ai? Anh nhớ rồi, hôm hôm mà có bác Chiêm ở bên Bắc Hà sang đúng không? Thế là còn 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 mỗi đợt đấy là còn mỗi đợt đấy là đi ô tô rồi à? Thật sự ra những cung đường đi xa này có bác này, mưa gió như này thì là mấy anh em không thể di chuyển được bằng xe máy cả. Tại vì từ đây ra bên kia thì tầm độ mấy cây Bình ạ? 120 cây. Tầm 120 cây á? Tầm 120 cây. Ở đây thì hầu như là bây giờ ở chỗ cháu Lực đấy thì là thường thường là người ta đều ra bên Lào Cai để khám là nhiều hơn, chứ không đi xuống dưới Hà Giang. Dưới Hà Giang thì là để mà đi xuống đấy khám thì cũng được thôi các bác đấy, nhưng mà cái cung đường của nó thì là nó đi khó hơn, thành ra là làm chọn ra bên Lào Cai thì khám khám nó sẽ nhanh hơn, đường bên này thì ngon hơn đường là đi xuống Hà Giang bạn nhỉ. Sử thì đã đói chưa? Chưa đói rồi à? Bây giờ thì tầm độ 30 phút nữa, tầm độ 30 phút nữa đến Bắc Hà rồi thì mấy anh em sẽ vào ăn 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 sáng cho các bác. Em Sử thì không phải là khám về họng hay là đường ruột cả, cho nên là ăn sáng được đấy. Còn như đợt mà cháu Lực đưa ông của quân ra ấy, là không có, không cho ông của quân là ăn sáng, tại vì là nếu mà ăn sáng thì người ta khám nó không có chuẩn. Để em Hải một mình ở nhà này thì có yên tâm không? Có à. Lúc mà hai anh em đi xuống thì cũng đã dặn em Hải và cho thêm là một em nữa là ở cùng với lại là em Hải rồi cô bác ạ. Đấy, mà khi mà bà An Phạm có bảo với cháu Lực là đưa em Sử để đi khám ấy thì bà cũng dặn dò rất là nhiều để mà truyền đạt lại cho hai anh em Hải Sử. Hải Sử thì hôm qua là lúc mà bác sĩ bỏ băng ra thì còn đến bây giờ thì còn đau nhiều không? Đau nhiều thế là cũng gọi là dần là hồi phục rồi cô bác ạ. Say xe thì bảo nha, có say xe không? Say đâu. Không say đâu à? Nếu mà say xe là khổ nhất đấy. Cái cung đường này thì bây giờ nhìn thấy rất là nhiều sương mù của bác ạ. Hầu như là cái mùa này là vào mùa mưa cho nên là đi đâu là cũng mưa nhiều Bình nhỉ. Sao thì bên kia còn ngập nước ấy. Bên kia. Cái quãng đường mà di chuyển thì là vừa đi thì cho Lực xé vừa ghi hình đến tận bên Lào Cai luôn các bác. Ở đây thì là thuộc là đất Lào Cai rồi đấy, nhưng mà tuy nhiên là chất độ đâu đó là tầm độ hơn 100 cây nhỉ. 100 cây chứ. Đã đến nơi. Bình thì chạy xe này có hay đưa người ra bên đấy để mà khám không? Có chứ. Đó.
lâu lâu đi chuyến à. Hay hôm nay lại hôm nọ là có đi với lại Hiệu nhỉ? Đưa 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 cái anh gì đi khám mắt đúng không? Cương. Hai Bình thì hôm nọ là cũng đồng hành cùng với cháu Lực là đi cắt tóc không đồng cho mấy bạn nhỏ đấy cô bác à. Anh em mình tí di chuyển ra đến Bắc Hà thì anh em mình ăn sau nhé. Đang công đường thì mưa như thế này, cứ 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 như thế này mà mưa đâu các bác. Có những đoạn thì là mưa rất là to, có những đoạn thì là nó mưa nhỏ. Nếu mà đến chiều tối nay sau khi mà khám xong mọi cái đấy, thì nếu mà về được thì là mấy anh em sẽ về, còn là không về được thì mấy anh em sẽ ngủ lại các bác ạ. Thời tiết mấy hôm nay thì nó không phải là thời tiết mà nắng ấy, thành ra là mấy anh em không thể mà về được. Còn tùy là ra bên đấy xem là người ta có chụp chiếu lâu không. Nếu mà người ta chụp chiếu lâu thì bắt buộc phải ở lại rồi, hay là đợi kết quả. Người ta hay cho đợi kết quả là tầm độ là nếu mà chiều đi khám tầm độ sáng mai thì mới có kết quả. Đường ra bên này thì có vẻ như là đường nó đi tốt hơn ở bên Hà Giang của bác ạ. Thế cô bác vừa rồi thì mấy anh em đã ăn xong bữa sáng rồi, bây giờ thì lại tiếp tục là di chuyển ra bên thành phố Lào Cai để mà đưa em Sử là đi khám. Mưa thì là hiện tại là vẫn còn mưa mưa một chút cô bác ạ. Anh Sử vào đi. Ăn no chưa Sử? No rồi. No rồi ạ. Đấy, đi xuống dưới. Mưa này đi khó khăn thế Bình nhỉ? Cứ này đi là tí đến độ tầm là 10 giờ lại tiếp lộn
từ 12 giờ lại lại đói tiếp rồi, lại ăn xong mới đi khám được rồi. Cứ mỗi lần mà nếu mà đưa ai đi khám không bác thì phải mất tầm độ là một ngày, ít nhất là tầm một ngày. Một ngày là buổi sáng còn đi sớm đấy. Hôm nay thì mưa quá thì ra là mấy anh em là không có đi sớm được cô bác ạ. Tầm 9 giờ 8 giờ bình nhỉ? 8 giờ là anh em bắt đầu là xuất phát từ bên kia sang bên Lào Cai. Nhìn ra bên này có vẻ đường có vẻ to hơn đường trên nhà mình không xử? Có ạ. Đường to này, trên đường này. Nếu mà để nếu mà đi xe máy thì chắc là tầm độ chiều tối này đến nơi xe máy á. À. Đi xe máy nó mệt hơn. Cũng có rất là nhiều điều là chấm lực là còn làm nó còn bị là sai trái, cho nên là rất là mong nếu như được các cô bác anh chị nào mà tin tưởng chấm lực ấy gửi tấm lòng vàng hay là tiền đó cho chấm lực thì nếu mà như có khoản nào mà có sai sót ấy, thì rất là mong là được các bác cô chú anh chị là nhắc lại cho lực. Ở đây thì không, đây thì hầu như là không có ai là không sai một lần nào các bác ạ. Có thể là có những lần là nó sẽ sai sót đấy, tuy nhiên thì nếu mà được cô bác anh chị nhắc nhở thì cho lực sẽ để mà sửa lại cô bác, sửa lại cái điều đấy. Chứ bây giờ mà nếu mà như các bác, ví dụ như các bác gửi tiền cho lực mà các bác gửi tiền cho lực chẳng hạn, mà có thể là cho lực mua vật dụng nào đó nó còn sai sót đấy, thì các bác không có nhắc nhở, thành ra là cho lực lại không có biết điều đấy. Thì các bác lại nghĩ rằng là cho lực là ăn chặn ở cái thứ đấy thì nó cảm giác như là khi mà mình biết được tin đấy, rất là sợ cái công việc thiện nguyện này luôn các bác. Tiếng xấu thì nó lan rất là nhanh. Chỗ nào sửa say xe thì bảo nhá. À. Tí mà say xe mà dùng túi bóng thì bảo anh. Từ đây túi bóng luôn đây. Hôm nay là điện thoại là để nhà cho sửa hay là để nhà cho Hải là cầm đi? Cầm đi à? Anh cầm đi thì tí mà ra đến kia mà đi vào khám ấy, thì không nếu mà nó không cho anh đi vào cùng ấy, thì là có gì thì là điện cho anh để anh còn biết vào. Tại vì là nếu mà đi vào trong bệnh viện các bác, có những bệnh viện thì là người ta vào trong là người ta cấm quay phim chụp ảnh, cho nên là không thể quay phim được, chỉ có là lúc ra ngoài thì người ta mới cho quay phim thôi. Đấy, bây giờ thì mấy anh em sẽ lại tiếp tục là đi đó các bác, để ra đến bên Lào Cai sẽ ghi hình sau. Đây, thưa các bác, hiện tại thì là mấy anh em có di chuyển là ra đến Lào Cai rồi. Và hiện tại thì bây giờ nó đang vào quá giờ một chút, cho nên là vừa rồi điện bác sĩ bảo là làm phiền là bác sĩ là hộ là khám một chút. Đây thì thực sự ra các bác ạ là chụp ở bên tư nhân thôi, cho nên là mình có thể là quá giờ có thể là nhờ người ta cũng được, chứ không phải là giờ chứ không phải là cái bên cơ quan nhà nước đấy các bác. Sửa nhanh lên ngồi xí. Vâng. Ngồi đây đợi một chút. Đây thì ra bên đây là bên Bảo Thắng đó, là Bảo Thắng ở bên Bắc Hà Lào Cai, để cho nó gần một chút chứ xa quá thì đúng không, đi ra kia xa quá xem là chân có sực thì có bị như là lúc mà em ấy bị ngá đấy, có thể bị kiểu là bị vỡ hay là bị khớp nó bị chật như thế nào không? Tí mà tiêm có sợ không sực? À? Có. Tiêm có sợ không? Đã tiêm lần nào chưa? Chưa. Chưa. Thế từ nhỏ đến giờ là chưa tiêm lần nào à? Từ nhỏ đến giờ là còn nhớ là đi tiêm ở tay hay là chân lần nào không? Có rồi. Tiêm ở huyện nên là tiêm ở xã rồi đấy. Xã thôi. À. Còn vào đây thì là không tiêm đâu, mà tí người ta chỉ chụp chân thôi. Vâng. Chân xem là chân của em là có bị ảnh hưởng gì không thôi. Vâng. Mấy em là di chuyển là từ độ là 6 giờ.
6 giờ là từ trên nhà, từ trên nhà xuống đến huyện, đến huyện là bắt đầu từ 8 giờ. À, hiện tại là đến gần là 12 giờ rồi thì mới ra đến đây không á. Bây giờ thì có lẽ là phải đợi bác sĩ đến 5 phút. Ra đây là phải xin ghi hình thì mới được ghi thôi, người ta không có cho ghi hình thì tiện đâu, nên là có những cái đoạn nào mà đi vào phòng khám hay là như nào thì chúng ta sẽ không có ghi hình cho cô bác nhé, thì rất là mong là cô bác sẽ thông cảm chứ để tránh là một số cô bác là lý cho lực là như thế này như thế nọ đấy, chắc chắn là hiện tại là sẽ có một số cô bác lý cho lực là diễn hay là như thế nào diễn thì làm sao mình lại mất công ra đến tận bên Lào Cai ra đến là cái nơi mà phòng khám như này để diễn làm gì. Cái phần chân này, đầu gối thì em muốn chụp X quang là xem là cái phần này nó có bị ảnh hưởng gì đến xương không. Dạ. Dạ xeo xử. Em ngồi xuống. Dạ xeo xử. Năm nay là 19 rồi nhỉ? Vâng. 19. Sức mất Hà Giang. Dạ. Tại chị em. Dạ vâng. Giờ nghỉ trưa. Anh hộ em với anh nhá. Tay xử ngồi đấy đợi đấy. À. Anh ơi vào trong này muốn được ghi hình không anh? Ghi hình mình muốn cái là mọi người em chụp là để giá hết không ai. Vâng. Trong thì không có được ghi hình các bác, cho nên là cháu được sẽ không có ghi hình là em sửa đáng chụp nữa để một tí đợi kết quả thôi. Lặn lội từ xa xuống là các anh cũng biết là tạo điều kiện cho mà để chụp một chút. Cơm rồi anh. Như là có phải là mua thuốc về uống không ấy, nhưng mà một tí mua thuốc về uống thì lại tiếp tục là cho em sửa lại uống thuốc sau. Hôm nọ thì cũng băng bó là gọi là em sửa cũng dần hồi phục rồi các bác. Đấy thì hôm nay thì mới đưa được em là đi để mà đi chụp X quang xem là cái phần chân của em thì có bị ảnh hưởng gì không. Bây giờ làm việc của người ta thì chỉ có là từ 7 giờ là đến 11 giờ trưa thôi. Hiện tại thì là gần 12 giờ rồi. Cái này mình khám dịch vụ ấy cho nên là lúc nào cũng có người túc trực ở đây, đấy, cũng không có gọi là đóng cửa cả. Cái này nếu mà bây giờ nếu mà anh em mình về luôn là phải tầm đến tối mới về mình ạ. À? Bây giờ thì ra đến đây thì là tạnh mưa một chút rồi cô bác ạ, ra đây ấy. Chứ không là, như vừa rồi đoạn anh em mình đi tận Bắc Hà kia là sương mù nhiều quá. Đấy, Bình thì hôm nọ là cũng đồng hành cùng với cháu Lực là đi cắt tóc thiện nguyện với cô bác ạ. Bình thì vừa làm thợ cắt tóc xong là vừa chạy xe luôn. Mấy anh em thì cũng chơi với nhau từ khá là lâu rồi. Bình thì chạy xe thì hay là đưa người ra bên đây khám là nhiều nhỉ? Ở bên mình thì ít có người xuống Hà Giang nhiều không bạn? Yên tâm bây giờ đường còn khó đi. Bây giờ nếu mà đường nó làm ngon nửa bên đường Bắc Hà thì chắc là có thể là mới đi xuống đấy khám được nhỉ? Hôm nay đi thì lúc đầu là bảo em sửa là chuẩn bị hết là căn cước này. Xong rồi à? Chuẩn bị căn cước này với lại bảo hiểm đấy nhưng mà em không có chuẩn bị được. Còn đâu không? Còn đâu à? Có cầy quân không? Không á? Chụp từ trong này là cảm giác như cái máy kia dí vào thì có sơn người không? Đấy, mong rằng là cái phần xương của em là không có bị ảnh hưởng gì. Đấy, chỉ sợ là phần xương của em là bị ảnh hưởng thôi, bị vỡ vụn như bị vỡ hay là bị như nào đấy thôi. Ba ạ. Cháu chụp X quang đi bác ạ. Không biết là kết quả này có đợi lâu không? Đợi đến chiều thì chắc là mấy anh em ra kia kiếm chỗ nào để mà nghỉ ngơi. Xong là đợi được.
Chụp X quang này kết quả tầm độ bao nhiêu phút anh? Tầm khoảng 10 phút à? Vâng, em cảm ơn nhé. Xin. Vậy mày là không có đợi lâu của bác ạ, đợi tầm độ đến trưa thì nói là lại đi kiếm chỗ nào là nghỉ ngơi thì mới lại chiều tối thì mới về được. Mày là xử là hôm nay không có say xe, nhưng mà say xe lại còn mệt nữa. Có người say xe là phải truyền đấy nhỉ? À. Bình nó bao giờ gặp khách nào mà đi mà say xe chưa? Có. Đi về Hà Giang say. Về bên này say. Bên này là đỡ say hơn nè. Bên này thì quả thực cũng thường là không có ổ gà nào các bác. Thực ra là để mà say thì cũng không say nữa. Như đợt mà đưa ông của Quân sang ấy, ui, ông của Quân say xe thì là không biết là không biết là diễn tả luôn. Người ở cạnh thì cũng cảm giác như là say xe theo. Cái phần chân của em thì có bị sao không bác? Ừ, không sao. Không bị sao đâu à? Anh xem cái đầu gối nó có bị kiểu như bị vỡ hay như nào không anh? Không, sưng. Không, à, không bị vấn đề gì đâu. Được tầm hơn một tuần rồi, hôm nọ thì sưng lên anh ạ. Vâng, hôm nọ thì sưng to lên. Đấy, xong thì ở trên xá ấy, trên trạm thì xuống thì các bác ở trạm thì cũng băng bó. Đây là 26 ạ. Dạ. À. Nhưng mà nếu mà được thì bác kêu cháu thêm là thuốc bổ hay là thuốc như nào đấy, có nếu có uống mới dùng một đợt kháng sinh rồi thôi. Vâng. Thế cái này là mình chỉ cần dùng kháng sinh là được đúng không ạ? Kháng sinh chống viêm nhưng mà hôm nọ uống rồi thôi. Vâng. Ra đến là Bảo Thắng này không mưa mấy, chứ ở bên kia là mưa to quá. Để cháu nhận. Thấy mưa mấy hôm rồi. Cái gì mà quay đấy? Cháu quay một tí bác ạ. Cháu làm thiện nguyện đấy, cho nên là đưa em đi khám để quay kết quả cho các bác cùng biết. Bây giờ là xong rồi. Này chi phí có gửi thêm không anh? Không ạ. Không ạ. Vâng, nhưng mà thuốc thang thì không cần thêm cái gì đâu không anh? Vâng, thế em cảm ơn nhá. Cảm ơn bác nhá, cháu về đây. Đây vừa rồi thì có kết quả về chân của em Sử đúng không bác? Là không có bị vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chỉ bị một chút là cái dịch ở chân thôi. Sử vào đi. Trời có vẻ như lại sắp mưa rồi các bác ạ. Sử có sợ không đấy? Hả? Không sợ à? Cảm giác như thấy là Sử là ít nói. Có phiếu gì nghiêm trọng cả. Phải ghi hình thì khá là nhanh, nhưng mà để mà quay phim, để mà ở lại đây thì cũng độ được tầm là hơn một tiếng bác. Hơn một tiếng thì mới xong cái công việc mà khám chân của em Sử và cũng đã có kết quả rồi. Thì có bác, anh chị không phải là lo về cái vấn đề chân của em Sử của bác nhé. Và đặc biệt là bà An Phạm. Thực sự ra thì bà An Phạm rất là quý em Sử. Để mà em Sử bị ngã như thế này ấy, là bà An Phạm gửi cho cháu Lực là một cái khoản là 200 đô thì tương đương là chi ra tiền Việt là độ tầm độ là 5 triệu, hơn 5 triệu một chút. Và trong đó thì là thuê xe này, và trong quá trình mà mấy anh em đi ăn uống một chút. Còn là bây giờ ra kia để đưa cho Sử là đi mua thêm 1-2 bộ quần áo nhá. 2 bộ quần áo con đùi để cho nó mặc nó dễ dàng một chút. Cái mua quần áo em này phát. Đây. Đấy, đi vào đây chọn áo này. Cô đang tính mua cái gì?
Vào đây mới biết được anh, vào đây mới biết là mua gì. Không, anh đang chẳng nghĩ là mua cái... Quần áo? Ừ, áo cộc heo dài. Cho áo cộc tay đi anh. Ừ. Tay mặc cho nó mát, mùa này. Còn mố đấy nhá. Vâng, anh xử đi vào trong, chọn đi. Đây, kiểu này hay là kiểu này được không? Hay kiểu này đây đây. Anh có bộ luôn không? Bộ kia. Đây, có bộ. Đây, Sử thích mặc bộ hay là thích mặc như nào? Bộ à? Đây, cho Sử chọn đi. Đoàn Hiếu mật ở đây cho này. Đây, Sử lấy bộ đánh nhé. Xem là có cái bộ nào nhỏ nhỏ không để tầm độ 11 tuổi đấy. Có 45-50 cân không? Được tầm 30 cân. Cho... Em thử đi, phát cái thử được. Đấy, ra kia bỏ không? Ra kia thử đi. Mua một bộ về cho em Hải. Đấy, thử đây này Sứ. Vâng, tầm 11 tuổi. Thử đây này, đấy, kéo rèm. Xem mà mú này. Anh thử tay một bên đen. Xem mà thắt lưng nữa. Em đấy vừa tiền đây. Thắt lưng hôm nọ cái còn triệu trên xe vậy. Không cầm ra. Cầm ra. Em đây anh bảo hành thoải mái mình đi, không bao giờ lột đâu. Không lột á? Lột mà đây lấy lại thì cảm thấy dùng anh các bạn. Bản là chưa nhìn thấy cái máu nào ưng ưng ấy, nên nhìn thấy máu nào ưng thì anh đầy máu luôn đi nhá, nhiều lắm. Vâng. Mày có thể cắt vừa không anh? Có, anh cắt cho em. Em đeo gì? Vâng. Em đeo vào anh cắt cho. Tí để cho... Đây. Được chưa? Được. Đây, em đeo này vào anh cắt cho. Bỏ cái áo trong ra đi. Bỏ áo trong ra đi. Đây, bỏ luôn. Vâng. Đây, để một tí nữa em ấy xong, chọn cho em này đã. Anh xem cho em là một bộ cho. Vâng. Thằng ở nhà gì? Vâng. 11 tuổi à? Vâng, tầm 11 tuổi anh. Tầm nặng 30 cân thôi. Nắng nôi. 30 cân 11 tuổi mặc cái mặc cái này đi. Đâu kiểu nào anh? Kiểu này á? Không, đừng cái này ngắn. Đây đây. Đây 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 đây. Anh cứ chọn này là không phải một bộ cũng được mà. Nó ở đây anh đừng kể với em, anh đừng ghép bộ cho nó đấy. Vâng. Không cần phải bộ bởi vì nó gầy, nó bé. Vâng. Đây. Đấy, mặc này. Đây. Đó, xem Sử cái nào. Đấy, mặc như này thì đẹp phải... đấy. Nơi này quần này Hải mà mặc được không? To quá. Quần này to quá rồi anh ạ. Thằng này mặc giống thằng này à, thằng kia mặc thằng này à? Không, thằng kia nó nhỏ hơn, thằng kia nó nhỏ hơn. Em thử cái này xem vừa không, chồng vừa anh đấy. Cái 11 tuổi. Hả? Đây là vừa của Sử thôi. Trong này như kiểu có tiền hay sao ấy. À đây, có cái này như kiểu có tiền đấy. Sử lấy thêm cái áo sơ mi đi Sử. Đâu anh? Ôi con to anh ạ. Một tuổi là vẫn to. Một tuổi nhưng mà nó to không? Bé thôi anh ạ. Còn 35 cân thôi chứ. Vâng, 35 cân. Đấy. Mặc luôn bộ này nhỉ, cái kia thì bỏ trong túi đi nhỉ. Đấy, cắt mắc đi. Dạ. Ui cái này nhỏ quá anh, to quá, to quá. Bạn kia bé bé thôi anh, chứ không to đâu. Không thì hầu như là cái... Này này, đây đây đây. Đây. Này, này có vừa Hải không Sử? Hải, Hải thử thế nào, thằng kia thử. Sử. Có vừa Hải không? To quá. To quá rồi anh ạ. Đây đây cái này nhỏ hơn này. Ê, thử anh xem nào. Đây nhỏ hơn. Không, hầu như là vẫn to.
Vẫn to lắm anh ạ. Chắc là để thằng kia thì đi mua cho khác rồi, tại vì là em ấy nhìn quần áo của anh là to quá. Sau này nó mua thôi. À đây này, đi xứ ơi, hộ chọn xem Hải xem là như Hải mặc của con bò này không? Vẫn to à? Thằng ở nhà. Vâng. Ở nhà con bò đây nó cái tí thế này không vừa đâu. Đây, cái số nhỏ của em đây các em, không vừa đâu. Ồ thế không vừa đâu anh Thằng ạ. này vừa được. Thằng này vừa, thằng kia vừa được. Thế không vừa đâu. Anh cho em xin một cái túi đựng cái. Vâng. Tí. Đấy, bỏ cái cú ấy. Đó đi. Cắt luôn cái mép ra này. Cái bé Và 600 nghìn một bộ. Không biết là quán bên này có áo nhỏ nhỏ không nhỉ? Hả? Không vừa á? Chia nhà mình bán áo à? Vâng. Cho em bộ Đây nào? ạ. Cho em bộ nào ấy? Bộ nào ạ? À? Sử sử chọn cho Hải đi. Đây ạ, quần áo đây ạ. Vừa làm cho sử bộ nào ở shop bên kia 600 nghìn cô bác ạ. Bên shop này nó bán đắt là đúng rồi, nhưng mà sử ơi chọn đi. Bây giờ một bạn tầm 10 tuổi, à 11 tuổi thì mặc bộ nào? À, không phải mua cho các anh ạ. Không. À, Đồ bộ này to quá, chị cho em xem cái bộ kia. đây Đấy. Này Hải vừa chưa bộ này? cháu à. Mua cho Hải. Để cho Hải bộ này nhá. Sự xem thêm mà xem thêm là bộ bộ khác nữa. Bộ kiểu này đây, anh có thích không ạ? Đây, bộ thể thao kiểu này À, nữa này. bộ kia thì thôi, bộ kia màu hồng quá. À, em có nhiều màu mà. Các màu luôn ạ, màu xanh này. Màu xanh này. Sự ra kia xem nào, chọn. Cái này thì là áo thuộc dạng là cọc tay của bác ạ. Hải sử theo theo Hải, theo sử là Hải thích loại nào? Loại đấy à? Loại xe có người nhện người nhiếc thì không? Cái là tay bộ bộ của sử đang cầm thì đẹp hơn nhỉ? Hai bộ này thích bộ nào theo sử ơi, bộ nào cũng được á, thế sử chọn đi lấy. Hải thì có bộ đỏ rồi đúng không? Ở đây này sử mua cho em đi. Xem là em vừa bộ nào thì lấy bộ đấy cho em, cho hai anh em bộ về là còn có quà cho em Hải nữa. Thế lấy cho chị đi. Bao tiền đấy chị? 100 rồi à? 100 à? Đã. Một bộ thôi. Cho hai anh em là mỗi người một bộ. Hai hai bộ à? Cho hai anh em mỗi người một bộ. Thằng này thì mua rồi, còn bộ này. Bộ màu xanh kia. Không, bộ À, kia không lấy. anh lấy rồi à? Và tôi bóng không? Để tôi bóng cho em. Vậy hồi sáng đi thì chân của Sử là chụp rồi các bác ạ, không có bị ảnh hưởng tới vấn đề gì cả. À, các bác yên tâm rồi các bác nhé. Mình chơi tắt nhạc thôi. Tắt nhạc thôi. Tắt tắt điện thoại không? Không, nó trên điện thoại nó trong máy mà. Tại bạn tắt đi. Để xe gì? À, đi tắt, đi xe trong về thôi. Xong rồi nhỉ? Đi đi thôi. Đi. Đấy, có lẽ là bây giờ thì mấy anh em sẽ lại di chuyển là đi về thôi các bác ạ. Nếu mà một tí nữa không về được thì mấy anh em sẽ ở lại và bây giờ thì
gọi là cũng mất công sang rồi, thì sẽ cho em xử là đi tham quan đâu đó một chút các bác. Về là có quà cho em Hải đấy nhá. Vâng. Quà này nhá. Vừa rồi quần áo để đây, để hết đây đúng không? Vâng. Đấy, còn kết quả khám của em Sử thì cũng đã có rồi các bác. Thì cháu được cũng chỉ là nói qua một chút thôi các bác, cho các bác là cùng biết về về cái phần chân của em Sử là không có bị ảnh hưởng tới vấn đề nghiêm trọng cả. Chỉ là ở đây bây giờ là nó có hạch các bác, nó có một kiểu hạch hay là gì ấy. Nó có một chút thôi đấy, nhưng mà mấy nữa là nó sẽ khắc liền và nó sẽ tự khỏi lại. Đấy, bà An Phạm cũng rất là lo, là sợ rằng là em Sử là bị làm sao ấy, để mà sau này thí dụ như phần xương này các bác nhá, nếu mà nó bị gãy hay bị như nào ấy, sau này mà nếu mà thời tiết lên là rất là ảnh hưởng, là hay là dẫn đến là bị đau chân nữa. Thì nếu mà chưa về kịp thì đưa Sử đi tham quan một chút nhá. Tiện ra đây thì là mặc dù là biết là công việc ở nhà của các em ấy thì là còn nhiều rồi, hiện tại thì về gạt của về nhà, về vấn đề gạt đấy các bác, thì về cấy ấy, thì là đã cấy xong rồi đấy, cấy xong rồi, cho nên là hôm nay thì cháu Lực mới cùng em Sử là để mà ra bên này khám cái khám chân của em Sử, chụp chiếu ấy xem là có bị ảnh hưởng tới vấn đề gì không. Nếu mà vừa rồi là nếu mà bị ảnh hưởng thì là bác sĩ là sẽ cho là thứ nhất là nằm ở đấy, và thứ hai thì sẽ để cho về bác sĩ băng bó lại, cho kê đơn thuốc này nọ nữa về nhà. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tới bà An Phạm mà rất là nhiều. Cảm ơn bà đã luôn luôn quan tâm tới hai anh em Hải Sử. Dù như thế nào đấy, dù các em có gặp chuyện gì thì bà lúc nào cũng luôn luôn là bảo vệ và nhắc nhở các em để làm sao mà các em đúng với cái cách sống của các em. Các em thì rất là hiền lành các bác ạ, không có biết là nói gắt hay là như thế nào cả. Đấy, còn là có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc cái thức phim này thôi các bác ạ. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Sử gửi một lời chào tạm biệt tới các bạn. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đấy, còn về cái mọi chi tiêu hôm nay đấy, thì là ở video sau thì cháu Lực sẽ nói cụ thể hơn các bác nhé. Video này thì thực sự ra đang đi đường này thì không có liệt kê được mấy.